Lê 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 lê. Ủa, ông không ngủ được hả? Sao ngồi đây vậy? Tôi đang nói chuyện với ông đó, không phải tôi đang nói chuyện với cái đầu gối của mình đâu nha. Nghe, có hai cái lỗ tai không có điếc. Tôi ở sát bên làm gì phải la lớn vậy chứ? Thì tại tôi chưa buồn ngủ cho nên ngồi đây không mát được chưa? Người ta quan tâm hỏi mà cũng nổi quạo nữa, đúng là làm ơn mất quán mà. Không có mượn, tôi thích yên tĩnh một mình. Đây là nhà của tôi thích đi đâu tôi đi á. Nhà cô kệ cô chứ. Con gái đó nha. Rồi sao? Nhà tôi thích. Vậy tôi đi vô. Tôi cũng đi vô. Trời ơi, cô vô để tôi yên tĩnh một mình được không? Không. Cô không đi tôi đi. Đi đi. Đồ khó ư? Cái cô đàn bà con gái kiểu gì á?